Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày thứ 5 tháng 6 2024, là ngày sinh nhật của Hồng. Năm nay trọn vẹn là 64 tuổi rồi, quá là nhanh luôn. Hồi năm ngoái Hồng mới bắt đầu làm YouTube khoảng đâu là 6 tháng thôi, và cũng đã làm một cái video chia sẻ cùng với mọi người năm Hồng 63. Cũng có rất là nhiều cô chú anh chị và các bạn chưa xem qua những cái video trước đó thì hay hỏi Hồng một câu rằng là năm nay Hồng bao nhiêu tuổi, và Hồng cũng đã trả lời không ngại cho mọi người biết mình là bao nhiêu tuổi. YouTube để mà mình chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của mình, những gì mà mình làm đó là cái niềm vui, đó là cái hạnh phúc khi mà mình có thể cầm được cái phone quay khu vườn, tâm sự, chia sẻ chuyện vui, chuyện buồn, kể những câu chuyện trong cuộc sống hàng ngày, để lên sau này các con của mình có thời gian sẽ xem lại là má của mình, bà ngoại của mình đã làm gì những ngày tháng khi bà còn có thể đầu óc còn tỉnh táo, còn suy nghĩ được, còn nhớ những món ăn gì đó mình có thể quay và để lên. Chưa bao giờ được má chỉ cho nấu những món ăn gì, món ăn nào cũng vậy, cũng như là một cái niềm vui, cái hạnh phúc mỗi một ngày mà mình có thể nói ra những gì mà trong lòng của mình đang suy nghĩ. Vui thì mình nói những câu chuyện vui, buồn thì mình sẽ kể ra những câu chuyện buồn. Nhưng nếu ai đó cần tâm sự thì mình sẵn sàng mở lòng để tâm sự, góp ý kiến với nhau, thương yêu nhau, mến nhau, thì cái đó là một cái điều rất là trọn vẹn. Và tiếp tục mỗi ngày làm những cái video gì đó mà mình thích nhất. Dù không có gì để nói, mình có thể quay những cái cảnh chung quanh nhà của mình, ghép vào những bản nhạc mà mình cảm thấy thích, hoặc là mình ra khu vườn của mình ngắm những cái hoa mà mình đã trồng. Khi hoa nở rồi hoa tàn, cuộc sống của mình cũng vậy đó. Cứ mỗi một năm đến ngày sinh nhật, chồng, con và cháu có phải về với mình hay không? Có cần phải làm cho mình một cái sinh nhật lớn hay không? Có phải cho mình một cái bánh hay một bó hoa, một bình hoa nhỏ? Thật sự mà nói, khi còn trẻ thì mình không có thời gian để mà suy nghĩ những gì mình cần phải có với con, với chồng và cháu hay là bạn bè. Nhưng đến cái tuổi già thì mình lại càng không nghĩ đến điều này nữa. Có những lúc ai đó thương yêu, thương mến mình, gửi tặng cho mình một cái gì đó, không phải là món quà lớn hay là món quà nhỏ, mà là cái tình quen biết nhau, không ở gần, không ở xa hay ở nơi nào, dù là một câu nói đơn giản thôi, happy birthday hay là happy mother's day, nó làm cho mình rất là ấm áp. Mười mấy năm về trước thì Hồng không có ai để mà chúc mừng sinh nhật của mình, ngoài ra là con và chồng cháu. Còn bây giờ thì rất là nhiều những lời chúc đơn giản nhưng tràn đầy ý nghĩa đối với Hồng. Để cảm ơn mọi người thì Hồng không biết phải cảm ơn như thế nào. Lúc nào cũng vậy, cuối video Hồng không có muốn bỏ qua một câu chúc. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười. Khi Hồng đã chúc ra lời nói cho nhau nụ cười thì lúc nào Hồng cũng nở nụ cười chúc cho mọi người. Và Hồng hy vọng rằng nếu như mình có cái gì không vui, có cái gì buồn trong cuộc sống thì mình hãy cho mình một cái nụ cười, thì mọi thứ sẽ không còn là cái buồn, cái khổ. Mỗi ngày cô chú anh chị và các bạn thường viết cho Hồng những lời comment thương mến Hồng. Mỗi khi Hồng đọc, Hồng cảm thấy rất là vui. Cái vui đó là cái mà cô chú anh chị, các bạn đã dùng thời gian xem video của Hồng, rồi lại dùng cái thời gian viết cho Hồng những lời ấm áp. Thật sự mà nói, có tiền cũng không có mua được. Cuộc sống buông bỏ thì cũng tùy theo là cái gì.
cái gì mình có thể buông được, cái gì mình có thể bỏ được, cũng như Hồng chọn lựa làm YouTube. Hôm nay Hồng có thể buông xuống, ngày mai Hồng có thể bỏ đi những cái video mà mình đã làm thấm thoát hơn là 18 tháng. Nhưng cái đó mình có muốn bỏ hay không, mình có muốn buông hay không thì cũng tùy theo. Nhưng điều tốt cho mình đó là cái gì? Khi hiểu ra một điều, khi má mình không còn nữa, muốn nhìn thấy lại những cái cảnh ngày xưa hai má con mình nói những chuyện gì, có bao giờ ngồi kế bên má, được má ôm vào lòng hay không, được má nói những câu chuyện buồn, tâm sự về cuộc đời của má hay không, hay má nấu những món ăn gì đó mình muốn xem lại để mà mình nấu. Đối với Hồng thì tất cả là con số không. Cũng vì vậy mà Hồng làm YouTube. Hy vọng rằng sau này con của Hồng đến cái tuổi có thời gian rồi xem lại, cũng như cháu ngoại của mình vậy đó. Chứ còn bây giờ thật sự mà nói, từ khi làm những cái video để lên thì con thì không có thời gian đâu, còn cháu thì quá nhỏ, đâu có hiểu bà ngoại nói cái gì, làm cái gì. Nhưng những gì mình để lại, mình không phải tốn tiền như là mình để lên YouTube giữ dùm cho mình. Tới bao giờ thì không biết, ngày nào thì hay ngày đó. Vì vậy cho nên hôm nay Hồng muốn chia sẻ thêm một chút. Có rất là nhiều chị đã nói chuyện với Hồng, hỏi rằng là muốn làm YouTube có khó hay không, làm sao để làm những cái video. Thì Hồng cũng đã chia sẻ tất cả những gì Hồng làm. Không phải là một người giỏi làm YouTube, chỉ là đơn giản mà thôi. Cũng như đã chia sẻ qua rồi, chỉ cần có một cái phone, một cái cây đứng, khi mình dựng cái phone lên mình quay, thì mình quay ngang, là quay dài, quay ngắn thì tùy theo mình. Nhưng điều quan trọng khi mình để lên là những gì chính là mình. Nếu như mình muốn rằng là cái video của mình sau này các con, các cháu của mình xem để làm kỷ niệm, những cái hình ảnh, những gì chung quanh của mình nó còn đó, nếu mình còn. Có thể nó không còn nữa khi mình ra đi. Hồng thường hay nói với con và cháu như vậy. Một cái sinh nhật là một cái chỉ là bề ngoài mà thôi. Cái bông khi mà mình được tặng thì lúc nào nó cũng đẹp, nhưng thời gian rồi nó cũng sẽ tàn. Nhưng cái hình ảnh mình còn lại thì mãi mãi nó là cái hình ảnh không bao giờ nhạt đi. Mỗi khi mình nhớ lại cái gì đó thì mình có thể mở ra xem. Đây là cái bình bông mà chị thân thương của mình đã gửi. Chị ấy là ai? Mình và chị không phải là cùng cha, cùng mẹ. Chỉ là tình cờ chị xem YouTube của mình, gọi hai chị em nói chuyện từ ngày đầu mãi đến giờ phút này vẫn là chị em. Những câu nói không chấp nhất, không lỡ hẹn, chị gọi em không trả lời, chị không có giận. Nếu em có nói gì không đúng thì đừng để lòng. Đó mới là thật sự những gì mà mình đã tìm được ai đó hiểu được mình, cũng như là cô chú, anh chị và các bạn. Không chấp nhất những gì Hồng nói ra, không đúng nghĩa, không đúng chính tả, viết sai chính tả, viết sai đủ điều, nói rồi thì nói lại. Đó mới là thật sự thương yêu và quý mến Hồng. Cho nên nếu mà anh chị em nào, cô chú nào mà đã từng xem video của Hồng thấm thoát hơn là 15 tháng thì sẽ hiểu Hồng nhiều hơn. Và cũng biết được rất là nhiều cô chú lớn tuổi, lâu lâu Hồng gọi cho cô gọi cho Hồng, hoặc là nhắn tin qua, không hề gặp nhau ở ngoài đời. Nhưng mà lúc nào mình có thể cho nhau những lời nói, chỉ cần nhắn tin qua, em còn nhớ chị là ai không? Nhớ, nhớ chứ, làm sao không nhớ? Bởi vì tất cả những ai mà Hồng đã từng nói chuyện qua thì trong cái điện thoại của Hồng đều lưu lại số điện thoại và tên. Vì vậy cho nên lâu lâu các chị, các cô, các em nhắn tin, mình đều hồi âm, không bao giờ quên ai cả. Đó là những gì thật lòng mà Hồng nói ngày hôm nay. Một năm thấm thoát trôi qua, thêm một tuổi nữa, và Hồng hy vọng rằng vẫn còn sức khỏe để mà trò chuyện, tâm sự qua những món ăn đơn giản thường ngày. Không phải là một người đi học có bằng cấp,
để rồi dạy làm sao cho đúng. Hồng không hề dạy ai bất cứ điều gì. Những gì Hồng làm là cái chia sẻ trong cuộc sống hàng ngày mà thôi. Vì vậy cho nên hôm nay Hồng thành thật cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn rất nhiều đã luôn thương mến ủng hộ xem video của Hồng mỗi ngày. Sáng nay thức dậy, cháu ngoại nhỏ đã gửi cho mình một cái bao thư. Hôm nay mình cho mọi người xem ha. Đây cháu đã xếp như thế này, rất là dễ thương. Trong cái miếng giấy này nè, cháu gói lại kỹ lắm ha. Đây, viết một câu đơn giản thôi, from to crazy grandma. Đó, như vậy nè ha. Rồi ở đây là cháu vẽ nè. Nó này, giờ mở ra cho mọi người xem. Mọi người xem là cháu viết gì ha. Bởi vì mình cũng chưa có mở ra, vì mình muốn quay lên cái video này, rồi mình để làm kỷ niệm luôn. Đây là những gì mà cháu viết cho bà ngoại nè. Happy birthday grandma. Ở bên này thì vẽ cái hình happy face, rồi hình con thỏ, nhiều lắm cô chú. Đây, bây giờ cho mọi người xem nha. Đó, from crazy to grandma. Rồi ở bên sau lưng nè, có cái hình con thỏ ha. Rồi ở đây nữa nè, happy birthday grandma. Rồi ở trong này nữa nè, vẽ trái tim. Đây, hình bà ngoại đó. Đây, rất là dễ thương. Cháu còn nhỏ đó ha, ngủ dậy rồi viết cho bà ngoại một cái tờ giấy, rồi dán trên vách tường. Mở mắt ra là thấy tờ giấy. Rồi cái mình lấy những cái tờ giấy đó, mình cho vào trong cái hộp, mình để dành rất là nhiều luôn. Lâu lâu lấy ra đọc. Thế là cũng vậy đó. Cho nên đó là những gì mà mình có được hạnh phúc. Là cháu á, hỡi làm được cái gì cho bà ngoại thì cháu sẽ làm ha. Đó là xếp nè cô chú, xếp như thế này nè. Đó, thì tất cả những gì mà cháu mình cho đó ha, những gì mà cháu mình làm cho mình đó, mình không có bỏ đi nha. Mình không bao giờ bỏ đi. Dù chỉ là một cái tờ giấy nhỏ, viết một câu thôi, thì mình cũng sẽ cho vào trong một cái hộp. Điều là như vậy, từ nhỏ cho tới lớn, cả hai đứa cháu ngoại mình là như vậy. Còn con trai đó thì đã về hôm tuần rồi, ngày lễ Father Day, thì đã mua cho mình một chậu lan đẹp màu trắng. Còn đây là cái bình bông của người chị thân thương của mình ở bên Florida gửi cho mình ngày hôm qua. Đây là năm nay đã được 18 tuổi rồi, cháu biết lái xe, tự lái xe đi học. Bất cứ chỗ nào cháu đi, cháu tự lo, bà ngoại không cần phải lo cho cháu nữa. 19 năm, thấm thoát 19 năm làm bà ngoại từ khi cháu còn ở trong bụng mẹ. Khi cháu được ra đời là mình đã lo giữ cháu, lo lắng cho cháu, nấu ăn, đưa rước đi học. Mọi điều giống như mình nghĩ rằng mình là một người mẹ của Kayla, chứ không phải là bà ngoại. Bởi vì con gái của mình phải đi làm nè, không có đủ thời gian. Và mình cũng không có muốn gửi cháu ngoại đi. Vì vậy cho nên mình đã giữ cháu, lo cho cháu mãi đến giờ phút này. Còn Gracie thì không phải lo nữa, mẹ lo được rồi. Đó là những gì mà bà ngoại đã làm vợ, làm má, làm bà ngoại. Bây giờ là làm YouTube. Hôm nay sinh nhật, con gái có nói con về ăn trưa với mom. Nó không, đừng có về, kẹt xe lắm, để cuối tuần là về luôn. Cho nên chủ nhật vợ chồng con cái đi ra ngoài ăn. Con trai thì cũng đã về hôm bữa Father Day rồi, sáng nay cũng gọi happy mom playtime. Nói mom hôm nay thấy con đẹp trai không? Đẹp, mới cắt mái tóc hết 40 đó. Cũng tội nghiệp. Rồi cũng chúc mừng mom. Con gái cũng vậy. Thật sự mà nói đó, đối với mình á, con cái lúc nào mình cũng thương, cũng lo, cũng như chồng vậy đó. Không cho quà sinh nhật, không cho cái gì hết cũng được nữa, miễn sao mà thương mình là đủ rồi. Cái tình thương nó cho hết rồi, nó cho bao hết rồi. Còn mấy cái này chỉ là một cái hình thức thôi, nhưng mà có thì mình cảm ơn các con. Ông xã mình hả, đặc biệt lắm nha. Mình nói xấu ông xã một chút ha. Sinh nhật mình nè ha, hay là ngày lễ gì đó, ông xã mình không có mua bông tặng cho mình đâu. Nhưng ngược lại đó, cho mình thấy được. Cái thấy được của ổng là có cho mình đó. Lúc nào cũng vậy, đi làm về ôm cái happy birthday. Vậy đó cô chú, làm gì làm, chỉ có vậy thôi là đủ rồi. Mình như vậy là đủ rồi. Nếu mà cho mình bông mình thích không? Thích chứ, sao không thích, cho cái gì cũng thích hết. Nhưng mà thôi ha, để cho các con lo.
Cho nên những cái bó bông này thật sự rất là quý đối với mình. Mình để lên YouTube nè cho mọi người thấy. Năm sau mình coi lại, năm nữa mình coi lại, những năm mà mình làm YouTube mình có cái gì, lâu lâu mình coi lại kỷ niệm vô cùng luôn. Có những lúc mình nghĩ mình làm những cái video đó mình phải nên coi lại, mình coi lại cái mà mình làm thì đó cũng là niềm vui rồi, đúng không? Đặc biệt trong những cái bó bông này đó có một cái nải chuối, như cô chú một nải chuối dễ thương không. Khi mà người hầu quay á mà họ làm những cái bó bông để mà tặng đó thì lúc nào cũng có một nải chuối ha, hoặc là cái khóm nhỏ nhỏ nó ngộ là cái chỗ đó đó. Còn những cái bông khác thì cũng là bông hầu quay thôi. Một cái bó như vậy đó con gái mua ở trên Ocean hình như có mười mấy đồng hà, đẹp lắm, rất là đẹp luôn nè. Đó, cắt vậy thôi ha, mình chỉ cần cho vào một cái chậu lớn đơn giản vậy thôi, rồi lại có thêm những cái như vậy nè, nhỏ nhỏ nè, ngộ ghê không. Đó, mình có thể giữ lại mấy cái này ha, mình làm qua những chậu bông khác mình cắm, hoặc là những cái chậu bông giấy đó, bông giả đó, mình cứ cho vậy. Đó, đẹp hết cô chú ha, vậy nè. Hôm nay mình nấu món gì, năm món, giờ cho mọi người xem năm món là món gì ha. Chỉ có bốn người mà nấu tới năm món luôn. Đây nè, bông hầu quay đẹp quá trời. Xong rồi, đẹp vô cùng luôn. Đẹp, đẹp hơn tất cả. Đây là cái bình bông của chị Thanh Thương gửi cho mình ở bên Florida. Cứ mỗi một ngày mình thay nước một lần thì cái bình bông này sẽ đẹp ít nhất là một tầng cho đến hai tầng, đặc biệt là bông hồng. Nếu mà mình cho vào đây một viên Advil hoặc là Tylenol thì sẽ giữ được cái bông rất rất là lâu luôn ha. Những cái nào mà nó héo đó mình có thể ngắt bỏ đi rồi mình cắt tỉa ở dưới thì như vậy á, giữ được rất là lâu. Còn nếu như mà mình nhận một cái bình bông hay một bó bông mình cắm vào cái bình nước, mình không có thay nước mỗi ngày thì cái bình đó chỉ sống được có 3 ngày mà thôi, bởi vì cái nước của nó sẽ bị thối do những cái nhánh cây nó ra những cái chất nhựa ở trong cái nhánh, vì vậy cho nên mau bị hư lắm. Cho nên mình cố gắng ha, cố gắng mà mình thay nước mỗi ngày thì những cái bó bông này rất rất là đẹp luôn. Tới giờ ăn rồi, chỉ có dĩa thôi, không có thức ăn. Ông xã hỏi hôm nay nấu cái gì cho ngày sinh nhật, mình nói sinh nhật đâu có nấu ăn, nhớ không, năm nào cũng vậy, một là đi ra ngoài ăn, hai thì mua thức ăn về. Nhưng mà hôm nay là ngày thứ năm, con cũng không có ở nhà, chỉ có hai đứa cháu ngoại thôi, cũng ít ăn. Mình nói lát nữa ăn bị gối đi, ông xã nói ok đó. Thành ra cuối cùng là mình sẽ làm mỗi một người một tô mì gói. Cháu ngoại nói ngoại ăn tắc cầu beo đi, mình nói cũng được. Còn cháu ngoại lớn, con ăn cái gì cũng được hết, cuối cùng là món gì thôi thì một chút mình dọn ra thì mọi người sẽ thấy rằng là ngày sinh nhật mà ăn những cái món ăn này cũng có lý lắm. Sinh nhật mình nấu 5 món, 5 món này là 5 món đi mua chứ không phải là nấu, không có đi ra ngoài ăn. Mình nấu tổng cộng là 4 món, mì xào, gà, thịt bò với lại nấm xào. Tất cả 4 món này mướn đầu bếp nấu. mướn đầu bếp ở Panda Express nấu. Đó, 2 hộp mì, 3 phần ăn, tổng cộng là 45 đồng. Hôm nay chỉ có là cháu, hai đứa cháu ngoại. Đứa thứ nhất đó là Crazy. Happy birthday grandma. Thank you. Đứa thứ hai là Kayla. Chào cô chú. Rồi, vậy là gia đình mình hôm nay chỉ có vậy thôi, còn con trai với con gái không có về được. Rồi, bây giờ mời cô chú, anh chị và các bạn cùng ăn một ngày sinh nhật với mình. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear grandma. Happy birthday to you. Okay, mà không có cho lên được là thích lên YouTube lắm nè. Really, too. Chrissy, she said, don't worry, I'll get you water too. Gracie nó mê lên YouTube lắm cô chú ơi. Mê lắm, mỗi lần mà về đây là nó ngoại con muốn lên YouTube, ngoại con muốn lên YouTube. Không có cho. Không có cho. Mời cô chú, anh chị và các bạn. Happy birthday to me. Mến chúc cô chú, anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười. Cảm ơn rất nhiều đã luôn thương mến, ủng hộ xem video mỗi ngày. Xin hẹn lại.